Những hướng đi đầu tiên của Angelo Conte sẽ là ổn định nhân sự và tiếp tục phát triển truyền thống đào tạo của học viện bóng đá Sansol Viettel. Chúng tôi muốn thúc đẩy phong trào bóng đá ở vùng Gomme và rộng hơn là tỉnh Luxembourg. Royal Sansol Viettel thông báo. Conte chính thức trở thành chủ tịch của câu lạc bộ Bỉ sau khi hoàn tất thủ tục mua lại đội bóng này từ nhà đầu tư bất động sản Flavio Becca. Flavio hạnh phúc khi trao lại quyền quản lý câu lạc bộ cho Conte. Chủ sở hữu của Royal Viettel là một người đàn ông mẫu mực, một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu và được cả thế giới yêu mến. Small town, big dream. Đó là những gì mà Royal Sansol Viettel đăng trên trang Instagram của họ sau khi thương vụ đội chủ chính thức hoàn thiện. Bản thân Angelo Conte cũng từng khởi nguồn từ con số 0. Anh trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi không một đội bóng nào muốn chiêu mộ và đã có thời điểm tính đến chuyện giải nghệ sớm. Thế nhưng, vượt qua được nghịch cảnh, Conte thời kỳ đỉnh cao của mình được xem là một trong những tiền vệ đánh chặn xuất sắc nhất thế giới. Giờ đây, trong cương vị là một chủ tịch đội bóng, Conte được kỳ vọng sẽ giúp cho những người hâm mộ Viettel được chứng kiến điều mà họ chờ đợi bấy lâu ở đội bóng con cưng của mình. Đó là lên chơi tại hàng đấu cao nhất nước Bỉ. Vậy, Royal Sansol Viettel là câu lạc bộ nào? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Royal Sansol Viettel là một đội bóng nằm ở thành phố Viettel thuộc tỉnh Luxembourg, Bỉ. Royal Sansol Viettel được thành lập vào năm 1922. Đội bóng này có biệt danh là Le Gomme. Sân nhà của đội bóng này là Stade Évangeur với sức chứa hơn 4.000 chỗ ngồi. Ở mùa giải 2022-2023, Viettel thi đấu tại giải Challenger Pro League, tức giải hạng nhì của Bỉ. Mặc dù vậy, thành tích thi đấu không thành công đã khiến đội bóng này phải xuống chơi tại giải hạng 3 ở mùa giải sau. Hiện tại, đội bóng của chủ tịch Angelo Conte đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Bỉ Jose Junasal. Theo trang định giá chuyển nhượng hàng đầu Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của Viettel rơi vào khoảng 5,83 triệu euro, một con số có thể sẽ gây bất ngờ với những người lần đầu biết đến câu lạc bộ này. Những cầu thủ nổi bật của Viettel có thể kể đến như Jonas Wink, Yakuba Silla, Vincent Cozziolo hay Suleimane Anne. Trong đó, chân sút 25 tuổi, Suleimane Anne là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải vừa qua với 9 pha lập công và 3 kiến tạo. Tuy không phải là một câu lạc bộ quá nổi bật, nhưng ít ai biết rằng đây lại là nơi chắp cánh cho hai hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất nước Bỉ, Timothy Castagne, cầu thủ hiện đang thuộc biên chế Leicester City, từng có khoảng thời gian ăn tập tại lò đào tạo trẻ của Viettel từ năm 2006 đến 2011 trước khi chuyển đến Gent. Cựu cầu thủ của Atalanta chính là niềm tự hào của người dân tại Luxembourg, bởi anh là một cầu thủ bản địa. Thomas Meunier cũng là một cái tên khác từng có khoảng thời gian chơi tại Viettel. Đây cũng chính là câu lạc bộ mà hậu vệ đang khoác áo Borussia Dortmund bắt đầu sự nghiệp cầu thủ. Meunier đã có 15 bàn thắng trong 49 trận đấu chơi Viettel. Nhờ những màn trình diễn ấn tượng ở đây, Thomas Meunier đã lọt vào mắt xanh của Club Brugge. Từ đó, sự nghiệp của cầu thủ này cất cánh. Sau khi có những màn trình diễn ấn tượng tại Club Brugge, anh có cơ hội đến với PSG. Sau khi giành về vô số danh hiệu quốc nội tại Pháp, Meunier chuyển đến Dortmund. Có lẽ chẳng ai ngờ rằng những cầu thủ xuất sắc như vậy lại có một số phát điểm khiêm tốn ở một câu lạc bộ nhỏ bé như Viettel. Năm 2018, Royal Sansol Viettel thuộc quyền sở hữu của doanh nhân người Luxembourg, Flavio Becca. Bản thân ông Becca cũng đang sở hữu một đội bóng ở quê nhà là Swift Hesperange. Được biết, Conte đã có những tìm hiểu rất kỹ càng về lịch sử phát triển của Viettel cũng như mà cách đội bóng này vận hành. Cựu tiền vệ của Chelsea cũng đã thương thảo, bàn bạc rất cụ thể về quá trình tiếp quản cũng như định hướng phát triển cho đội bóng này trong tương lai từ Flavio Becca. Conte dự định tiếp tục phát triển cấu trúc hiện tại của câu lạc bộ nhằm củng cố nền tảng, ổn định đội ngũ ban huấn luyện cũng như các cầu thủ và mở lại trung tâm đào tạo trẻ của Le Royal Sansol Viettel thông qua học viện thanh thiếu niên, tạo điều kiện phát triển cho các cầu thủ tiềm năng của địa phương. Đội bóng cũng đặt mục tiêu tạo ra một nguồn nhân lực tại chỗ nhằm thúc đẩy bóng đá phát triển ở khu vực Gomme và Luxembourg. Việc chuyển giao quyền lực sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Đồng thời, sẽ có một cuộc họp báo để công bố rộng rãi sự kiện này. Sau khi hoàn tất việc mua lại Viettel, Angelo Conte được cho là sẽ bổ nhiệm ban giám đốc ở đội bóng mới trong những ngày tiếp theo. Tiền vệ người Pháp sẽ tiếp bước một số cầu thủ hay cựu cầu thủ làm chủ tịch một câu lạc bộ. Có thể kể đến như Wilfried Zaha, sở hữu câu lạc bộ Croydon Athletic, Jakub Blaszczykowski, sở hữu câu lạc bộ Wisla Kraków, Ronaldo de Lima, sở hữu Real Madrid, hay trường hợp nổi tiếng nhất là David Beckham, đồng sở hữu của Inter Miami. Như đã đề cập,
các cổ động viên của Ascenso Vettel từng có ước mơ được nhìn thấy đội bóng con cưng của mình chơi tại giải hạng cao nhất của nước Bỉ. Năm 2020, giấc mơ này suýt thành sự thật khi Vettel đã có thời điểm vươn lên dẫn đầu giải hạng nhì. Tuy nhiên, họ lại thiếu cho mình sự ổn định khi bước vào thời điểm then chốt của giải đấu. Giai đoạn nước rút của mùa giải, họ hụt hơi để đáng tiếc và nhường lại tấm vé lên chơi giải vô địch quốc gia Bỉ cho Peugeot. Cũng vào cuối mùa bóng năm đó, những người hâm mộ của Vettel đã phải chứng kiến một tin buồn khi đội bóng này bị liên đoàn bóng đá Bỉ từ chối giấy phép tham dự giải đấu và bị đánh trượt hai hạng xuống tận giải hạng tư. Tuy nhiên, họ đã thành công quay trở lại giải hạng nhì ở mùa 2021-2022 sau khi kháng cáo thành công. Mùa giải đó, Vettel sẽ bét bảng nhưng không phải xuống hạng bởi Aston Martin tuyên bố phá sản. Mọi chuyện tiếp tục lặp lại vào mùa giải vừa rồi. Vettel vẫn xếp chót bảng, nhưng chẳng còn đội bóng nào sẽ ra biến cố để có thể cứu vớt họ ở lại với giải đấu. Những sự bổ sung chất lượng mang tên Vincent Cozziolo và Yakuba Silla không hề có phần giúp đội bóng này cải thiện phong độ. Vettel cay đắng những tấm vé xuống chơi tại giải hạng 3 trong mùa giải tiếp theo, và giấc mơ trở lại hạng đấu cao nhất nước Bỉ của những người hâm mộ đội bóng này sẽ phải tiếp tục kéo dài. Với sự xuất hiện của Angelo Conte trên cương vị chủ tịch, những cầu thủ viên của Vettel có quyền mơ mộng đến một tương lai sáng hơn. Tiền vệ người Pháp là một cầu thủ có tư duy cực kỳ tốt, đã bắt bại biết bao nhiêu cầu thủ ngôi sao thời còn khoác áo Chelsea. Chính vì vậy, họ hy vọng rằng đầu óc, cảm quan nhạy bén của Conte sẽ đưa ra được những nước đi đúng đắn nhằm giúp đội bóng này đạt được mục tiêu. Ngoài ra, nụ cười thánh thiện của Conte cũng có thể xem như một điểm cộng trên thương trường, bởi sự thân thiện của cầu thủ người Pháp đã làm siêu lòng ngay cả những cầu thủ Việt khó tính nhất. Vừa rồi là tất tần tật về Royal Ascenso Vettel. Đội bóng đã chính thức thuộc quyền sở hữu của Angelo Conte. Mong rằng sự có mặt của Conte ở thượng tầng câu lạc bộ sẽ mang đến diện mạo tích cực cho đội bóng chủ sân Stade Vélodrome trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho video lần này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.